Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Eva Sinh có gì để các bạn trẻ tin tưởng lựa chọn theo học? Ngày hôm nay Eva Sinh đón rất đông các bạn học viên lên nhập học cho khóa K34. Chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của cô Trang cùng với các bạn học viên để trả lời cho câu hỏi đó nhé. Chân thành, thực tế và hiệu quả là những gì Eva Sinh luôn mong muốn hướng đến cho tất cả các bạn học viên. Chúng ta sẽ theo chân các bạn đi tham quan lớp học tại Eva Sinh nhé. Hiện tại Eva Sinh đang đào tạo tất cả các chuyên ngành chăm sóc da, phun theo thẩm mỹ, make up, nối mi, dưỡng sinh spa, gội đầu dưỡng sinh. Và với mỗi một khóa học tại Eva Sinh, các bạn sẽ được đồng hành cùng với các thầy cô khác nhau ở các lớp học khác nhau. Giá trị cho đi sẽ tương xứng với giá trị các bạn nhận lại được. Hy vọng với những gì Eva Sinh đang làm sẽ giúp cho các bạn trẻ có được định hướng rõ ràng trên con đường lựa chọn ngành nghề để đồng hành cùng với Eva Sinh.